Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Đây là một cây hoa hồng ngọc mai tại triển lãm Long Biên, Hà Nội. Cây bình thường khác, ví dụ như xanh si đa đề hoặc là cái dòng cây khác này, tôi không dùng cái từ gọi là đặc biệt đâu. Nếu mà bóng dáng như này, nhưng mà đây lại là một cây hoa, đó là hồng ngọc mai. Thứ nhất về cái độ nét, độ già. Sau cái bộ, cái phần mà lấy rễ làm thân thì lên cái phần thân, họ làm thành những cái bông tán rất giống cây xanh, lá bé tí và đang độ sai hoa. Một cây hồng ngọc mai chơi rất là tinh tế. Không phải là dòng cây quý như xanh, nhiều tiền như xanh, nhưng mà ở dòng cây hồng ngọc mai mà được như thế này rồi là rất quý rồi, rất đẳng cấp rồi. Và tôi lại trở lại cái phía ban đầu để chúng ta xem lại một lần nữa. Đẹp quá. Và chúng ta di chuyển đến cái ổi này. Nhìn những cái ổi này thì để hỏi tuổi thì ai mà chả phát lên một câu là ối rồi ôi, khủng khiếp không? Và cái điểm gập thân, điểm xoáy mà không dễ gì có được ở cái chỗ này, nó dẹt mỏng đi mà nó xoay hình, xoay chuyển hướng đấy, vuông góc luôn và lại dẹt mỏng. Tôi quay đi cái chỗ mà nó gập đây đây, nó mỏng đấy, đấy nó thành như là một cái đỉnh Trường Sơn đấy. Đẹp quá. Họ đang đi làm thẻ cho những cái tác phẩm trưng bày ở đây, cho nên là mình chưa kịp chờ đến treo thẻ thì đã quay rồi. Rất hạn chế về cái giao lưu, thông tin, số điện thoại, chủ vườn, chủ cây. Và ở cái hàng này tôi thấy có một số cây nó rất là rụt rịt lại, những cây xanh Nam Điền.
Mai Chiếu Thủy. Ui trời ơi, cái xanh cắt giật cút kít rụt rịt lại đẹp quá này. Thân nhá, tay một này, tay một, tay hai tả hữu này, và lên quả bông ngọn. Làm thế này mới sướng. Để tôi quay sang cái phía bên cạnh đối diện, chúng ta xem lại cái cây xanh này. Đấy mới là những cái cây sau này đó. Nó đẳng cấp, nó giật. Và bây giờ chúng ta đến tiếp với một tác phẩm si. Và đây là một cây rành rành và tầm bonsai bản trà. Vâng, mời anh em thưởng thức một tác phẩm xanh Nam Điền. Bố cục rất đẹp nhỉ. Gọn cây.
và chúng ta đang ngắm bóng của một cây, một tác phẩm du này, dáng thác đổ, đẹp không? Cây này mà để đằng sau cái phông thì quá đẹp. Có lẽ có mỗi cây này là cây du hay sao? Du đẹp này. Du đẹp quá. Dăm dày mà cái dáng nó đẹp. Dáng đánh lượn xuống đổ, đổ ôm chậu. Đấy. Tiếp tục đến với những cây... và đây là tác phẩm có tên là Tam Phúc, nhà vườn Vũ Đức Cường. Vũ Đức Cường và một cây xanh ba thân, chủ đặt, chủ nhân đặt là Tam Phúc. Đây là mặt phải của cây, đúng hướng bên này là hướng phải, khô được cái thân ra. Và trước khi kết thúc cuốn video này, Độ xin gửi đến hình ảnh của một cây đa. Thực ra đối với cây đa thì nằm trong cái chủ đề là làm dăm rất lâu rất khó. Thì cây này là họ làm được đến như thế này thôi đã là phải nói là tốt lắm rồi đấy. Phải nói là rất là hãnh diện rồi đấy. Có vẻ để vào cái chậu này nó hơi chéo. Đây là mặt chính của cây thì lại nhìn từ góc chậu vào. Nhưng mà tôi hiểu rồi tại sao phải để thế này, vì nếu mà để theo đúng hướng kia thì phải cái rễ này ấy, thì nó ra cái phía ngoài chậu này thì sợ là rễ nó rơi ra ngoài. Nhưng mà vẫn được mà, tìm một cái chậu nó to hơn một chút đi. Chứ để thế này đâm ra này, nếu mà nhìn theo hướng vuông của chậu đây thì lại không được, mà phải chuyển sang hướng nhìn góc chậu thì mới được này. Đấy, đây hướng này mới là đúng hướng cây, nhưng mà hóa ra nhìn vào góc chậu, góc nhọn của chậu đấy, nhìn vào cái góc vuông của chậu đây này. Có thể áp dụng là bên này bên phải, nhưng mà nếu mà để đảo thế kia vẫn được, nhìn thế này vẫn là bên phải thì bên kia nhìn nó không bị chéo chậu, chéo vào cái góc vuông của chậu. Cây đa làm như thế này nó rất là đẹp rồi. Những dòng cây khác thì không nói, nhưng mà đa làm được đến như thế này là Độ Sinh đã cảm thấy rất ưng, rất chuẩn rồi. Và Độ Sinh xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp một cuốn sau.